Tử vi tuổi Mão tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có những người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại có được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Dần sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết cát hung nạp vận ra sao trong tháng 4 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lục Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mưu mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Mão trong tháng, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu, vừa dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đuổi đối với những người tuổi Mão. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Mão sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 4, tức ngày 13 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 và Kỷ Mão sinh năm 1999. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 4, tức ngày 25 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 và Tân Mão sinh năm 1951. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 4, tức ngày 6 tháng 6 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Đinh Mão sinh năm 1987 và Kỷ Mão sinh năm 1999. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tôi nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vật khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mão trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 4,
từ ngày 14 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 3, từ ngày 2 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyên Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Mão trong tháng tư âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Sự nghiệp của những người tuổi Mão có những bước phát triển rõ rệt trong tháng tư âm lịch. Phần lớn đều nhờ bản mệnh đã cố gắng, nỗ lực không ngừng, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Bản mệnh luôn hăng hái khi bắt tay vào công việc và chẳng hề ngần ngại trước khó khăn. Bản mệnh biết rằng khó khăn chính là cơ hội tốt để mình rèn luyện bản thân cũng như khẳng định vị thế của mình. Bên cạnh đó, vẫn có một số khó khăn sẽ xảy ra với những người tuổi Mão. Đối với những người làm công, ăn lương, bản mệnh sẽ khó có thể bứt phá trong sự nghiệp của mình. Đối với những người tự kinh doanh hoặc doanh nhân tuổi Mão thì trong thời điểm này bản mệnh không nên cầu thả, phải cực kỳ thận trọng trong việc lựa chọn đối tác, đặc biệt là ký thỏa thuận hoặc hợp đồng. Lời khuyên cho các gia chủ tuổi Mão trong tháng tư này cần có lịch trình sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, chế độ, ăn uống, tập luyện lành mạnh và luôn giữ tâm trạng tốt để bản mệnh khỏe mạnh, có sức khỏe mới mong được công việc hanh thông. Đồng thời, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, hợi, mão, mùi, các gia chủ sẽ hóa giải được vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tài lộc của những người tuổi Mão trong tháng tư âm lịch có sự trợ giúp rất lớn, đặc biệt là từ người kinh doanh, buôn bán. Chỉ cần bạn dùng tâm để bán hàng, chắc chắn sẽ đạt được kết quả như mong muốn, thu về những khoản lợi nhuận đáng kể. Mặc dù thu nhập tốt, nhưng chi tiêu cá nhân của bạn cũng sẽ tăng nhiều. Vì vậy, bản mệnh nên lập kế hoạch tiêu dùng hợp lý để giữ cho thu nhập và chi tiêu của mình được cân bằng. Ngoài ra, trong tháng này, những gia chủ tuổi Mão sẽ dễ bị hư hao tiền bạc vào việc trong đó có cả sức khỏe. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Để kế hoạch sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vấn hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về mặt tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm của những người tuổi Mão trong tháng tư âm lịch vẫn rất khó khăn. Bản mệnh thậm chí còn mắc thêm nhiều sai lầm nối tiếp nhau, khiến cho tình cảm rạn nứt, đôi bên hiểu lầm, mâu thuẫn sâu sắc với bản thân. Đời tình duyên trắc trở, người độc thân khó tìm được một nửa cho mình. Hơn nữa, bản mệnh đang đặt mình vào thế khó khi mà đòi hỏi quá nhiều thứ. Mối quan hệ của bạn và bạn bè
và người thân cũng có dấu hiệu lung lay, trong khi bạn muốn có chút thời gian để sắp xếp lại công việc, bộn bề, để nghỉ ngơi, nạp năng lượng, thì dường như mọi người đang mong chờ điều khác. Có thể cái họ muốn là sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình, cũng như san sẻ yên ổn, các gia chủ tuổi Mão nên mang bên mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về mặt sức khỏe, sức khỏe của những người tuổi Mão trong tháng này rất đáng lưu tâm. Bản mệnh rất dễ bị đổ bệnh trong mùa này, vì thế bản mệnh nên tìm cách phòng bệnh hơn chữa bệnh bằng việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp, không quên tập luyện thường xuyên. Ngoài ra, trong tháng này, người tuổi Mão cần tránh làm việc quá sức, đặc biệt cần chú ý về não huyết. Bản mệnh cần có một tinh thần lạc quan hơn, lối sống và suy nghĩ mở rộng hơn mới có thể giúp bạn vui vẻ và yêu đời. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, chúng tôi xin chia sẻ tử vi của từng tuổi Mão trong tháng 4 âm lịch để các bạn có cái nhìn rõ và chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đầu tiên là Quý Mão sinh năm 1963. Vận thế của người sinh năm Quý Mão lên xuống thất thường, khó có thể phát triển theo một chiều hướng cố định trong tháng 4 âm lịch. Khi đó, cơ hội đặt ra trước mắt bản mệnh không nên chần chừ, do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Tình hình sức khỏe của bản mệnh trong tháng này cũng không được như ý muốn. Bởi công việc bận rộn, nhiều áp lực nên bản mệnh thường bỏ qua những dấu hiệu, cảnh báo của cơ thể. Nếu quý gia chủ không chú ý nhiều, có thể sẽ mắc các bệnh như đau lưng, đau vai gáy do ngồi quá nhiều và ít vận động. Vì thế, người tuổi Quý Mão cần có thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, không nên lao động quá sức, ăn uống khoa học và có kế hoạch rèn luyện sức khỏe. Bản mệnh cũng không nên đi đâu xa một mình, chú ý an toàn giao thông. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Từ đó giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai là tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tháng 4 âm lịch không phải là một tháng quá thuận lợi đối với những người sinh năm Ất Mão, đặc biệt là trong sự nghiệp. Bản mệnh thường phải chịu áp lực công việc lớn, có thể môi trường làm việc không tốt, bản mệnh nhiều khi cảm thấy thị phi, cạnh tranh, tiểu nhân luôn rình rập, khiến quý gia chủ không thể tập trung vào công việc của mình, khó tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Tình hình tài chính của tuổi Ất Mão trong tháng cũng không mấy khả quan, khó tìm được cơ hội để đầu tư xứng đáng, định vị bản thân. Một số người có thể cảm thấy tiền đồ mờ mịt. Bản mệnh hãy cố gắng tận dụng thời gian để làm phong phú tri thức, nâng cao kỹ năng và giữ mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bản mệnh không nên nóng vội, nhất thời mà nên chờ đợi những thời điểm thích hợp. Bởi vào khoảng cách giữa tháng, vận thế của bạn có dấu hiệu đi lên. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Ất Mão nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ.
Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, Đinh Mão sinh năm 1987. Bước vào tháng 4 âm lịch, vận thế của người tuổi Đinh Mão khá ổn định. Nếu muốn nâng cao hiệu quả làm việc thì bản mệnh cần dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển các kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp. Không nên giữ thái độ huênh hoang, kiêu ngạo, coi thường người khác mà nên khiêm tốn lắng nghe, học hỏi. Cảm xúc ổn định khiến bản mệnh vướng phải những sự kiện tranh chấp, thị phi. Tuy nhiên, phương diện tình cảm trong tháng này không có nhiều khởi sắc, bởi bản mệnh không dành được nhiều thời gian và phương hướng sự nhận diện. Những gia chủ Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng thật sự là khá nhiều thách thức, gặp phải những thị phi, vận đen nối tiếp vận đen như mất đồ, mất tiền. Để hóa giải vận đen, các gia chủ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo đã được khai quang chỉ chú để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ tư là tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Tháng này rất có lợi cho công việc, học tập của gia chủ. Mọi mưu sự toàn tính đều dễ thực hiện, mọi việc khó đều có người giúp nên dễ dàng vượt qua. Vì thế bản mệnh cần tận dụng cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc, học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Nhìn chung, tháng này các gia chủ có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sao chiếu mệnh đều khá tốt, cho nên công việc, danh vọng và tài lộc của bản mệnh đều tốt đẹp. Tuy nhiên vẫn không tránh được những khó khăn nhỏ, nhưng chỉ cần cố gắng sẽ vượt qua. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị vận trình tháng 4 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Mão. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tranh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Mão trong tháng 4 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.